Họ An có từ thời Triệu Việt Vương thứ 22, cách đây 1451 năm. Họ An sinh sống chủ yếu tại các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh. Sau thời gian dài hoạt động nhỏ lẻ tại các địa phương, Ban Liên lạc dòng họ An Việt Nam được kiện toàn và ra mắt vào năm 2004. Từ đó đến nay, dòng họ đã tích cực kết nối các dòng An tộc tại các địa phương, hàng năm tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt chúc thọ, tặng quà cho các cháu học sinh có thành tích tốt, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Lễ hội dòng tộc họ An năm nay được tổ chức quy mô, thu hút đông đảo các thế hệ thành viên họ An trên mọi miền Tổ quốc gặp mặt về dâng lễ tại nhà thờ họ An tại Làng Dung, xã Hưng Đạo.